chức năng chase ball là gì? Có quan trọng không? Và sử dụng như thế nào? Đó là câu hỏi mình thường được nghe của các bạn trên fanpage Minh Phụng Music. Vậy thì hôm nay hãy để mình chia sẻ cho các bạn nhé. Và lại là câu nói quen thuộc. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Đầu tiên, chase ball là gì? Chase ball hiểu đơn giản có nghĩa là tăng giảm tông hay còn gọi là chuyển âm, toàn bộ cao độ bàn phím mà không cần thay đổi vị trí ngón tay, giúp các bạn chơi những bản nhạc ở những tông khác nhau mà không cần học lại nốt nhạc hoặc kỹ thuật chơi. Vậy chase ball quan trọng như thế nào? Đầu tiên, chase ball giúp tăng chỉnh cao độ một cách linh hoạt, cho phép anh em tăng hoặc giảm nửa cung. Nếu bạn bấm phím đô nhưng đã chase ball lên nửa cung thì âm thanh phát ra sẽ là đô thăng. Điều này giúp các bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các tông nhạc khác nhau mà không gặp quá nhiều khó khăn. Thứ hai, hỗ trợ trình diễn trực tiếp. Trong các buổi biểu diễn trực tiếp, chức năng chase ball rất là hữu ích khi bạn cần đồng bộ giữa các nhạc cụ khác hoặc hỗ trợ các ca sĩ có quãng giọng khác nhau. Thay vì học bài nhạc ở tông mới, bạn chỉ cần dùng chase ball để điều chỉnh cao độ phù hợp. Thứ ba, dễ dàng sử dụng trên các mẫu đàn nhạc kích man. Chức năng chase ball rất dễ dàng kích hoạt thông qua vài nút bấm. Bạn có thể điều chỉnh cao độ lên, xuống hoặc quay lại tông gốc một cách dễ dàng, giúp các bạn tập trung hơn trong việc học đàn. Thứ tư, hỗ trợ học tập. Chase ball giúp các bạn học những bài nhạc ở những tông giọng khác nhau mà không cần phải học lại từ đầu. Điều này giúp cải thiện kỹ năng và hiểu biết các tông nhạc khác nhau một cách hiệu quả. Và bây giờ hãy cùng mình thao tác chức năng chase ball trên đàn Kidman B25 nhé. Để sử dụng chức năng này, anh em hãy bấm vào nút function và trên bàn phím hãy bấm mi 1 để giảm và pha 1 để tăng. Chase ball cho phép chúng ta tăng lên đến 12 lần, mỗi lần tương ứng với nửa cung. Và ngược lại. Vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn cho anh em về chức năng chase ball trên đàn Kidman B25. Với tính năng này, anh em sẽ dễ dàng điều chỉnh cao độ bài nhạc theo ý muốn. Hãy tận dụng chức năng này để khám phá thêm nhiều khả năng sáng tạo và nâng cao trải nghiệm chơi đàn của anh em nhé. Hãy nhớ like, share, subscribe, ủng hộ tụi mình. Hoặc nếu còn thắc mắc ở chức năng nào, hãy comment ở phía dưới nha. Mình sẽ ra thêm nhiều video bổ ích để hướng dẫn cho anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.